Học tiếng Anh cùng bạn. Xin chào các bạn, đây là cái bài số 6 rồi, lesson 6 của cái loạt bài đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Thì bài này sẽ là bài rất là thú vị và nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó không khiến các bạn căng thẳng như các bài trước là cứ phải nhớ hết cái lý thuyết này, lý thuyết khác. Thì bài này nó chỉ có một cái lý thuyết duy nhất và học từ mới thôi. Bài học từ mới thôi thì các bạn nói úi dồi, học từ mới cũng nặng nề lắm anh ơi. Thực ra thì học từ mới không có gì nặng nề cả, vì chúng ta học cái phương pháp này đó là các bạn nhìn tranh đoán chữ đuổi hình bắt chữ đúng không, vui vẻ hơn nha. Người Tây đã có cái cách học bằng hình ảnh này từ cách đây rất là lâu năm rồi, bởi vì có một cái điều rất là hay mà người ta nghiên cứu khoa học ra đấy, thì có nghĩa là con người dễ dàng nhớ về hình ảnh, họ nhớ thì con người, bộ não của con người nhớ hình ảnh tốt hơn tất cả nhớ thứ khác, nhớ cái gì cũng không bằng nhớ hình ảnh. Đấy, nếu như đã nhìn thấy một cô gái nào đó